Những ngày qua, thời tiết nắng nóng kéo dài, cộng thêm tình hình xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, độ mặn xâm nhập sâu, sớm và cao ở nhiều nơi. Để chăm sóc, bảo vệ cây ăn trái, nhất là cây sầu riêng, loại cây có khả năng chịu mặn thấp. Vậy, để biết được cây sầu riêng chịu được độ mặn bao nhiêu và nên áp dụng những giải pháp linh hoạt nào nhằm giảm thiểu thiệt hại, bà con hãy cùng Nông Sản Nhân Dân theo dõi các chia sẻ ngay sau đây nhé. Cây sầu riêng là loại cây trồng mẫn cảm với độ mặn. Nồng độ mặn cao ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ nước và dinh dưỡng của cây, dẫn đến teo lá, rụng lá, còi cọc và chết cây. Sầu riêng là cây trồng mẫn cảm với độ mặn trong nước. Nếu như đối với một số cây trồng khác không được tưới nước khi nồng độ mặn trên 1, riêng với sầu riêng độ mặn phải dưới 0,5 mới dùng để tưới được cho cây. Nên sử dụng nước ngọt để tưới cho cây sầu riêng. Nếu nguồn nước có độ mặn cao, cần pha loãng với nước ngọt trước khi sử dụng. Dấu hiệu cây sầu riêng bị nhiễm mặn, lá cây bị vàng, rụng sớm. Cành cây khô, còi cọc. Tốc độ sinh trưởng chậm. Năng suất và chất lượng quả giảm. Biến đổi khí hậu đã và đang tác động tiêu cực đến sản xuất sầu riêng của nhiều địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long, nhất là các địa bàn dễ bị xâm nhập mặn và hạn vào mùa khô. Sầu riêng là cây chịu mặn kém nên cần có giải pháp để hạn chế thiệt hại trong mùa hạn mặn. Biện pháp phòng ngừa, lựa chọn giống sầu riêng phù hợp với điều kiện đất đai và khí hậu. Trồng cây sầu riêng trên nền đất cao, thoát nước tốt. Tưới nước đầy đủ và thường xuyên cho cây. Bón phân cân đối, hợp lý. Áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh. Trên đây là chia sẻ về chủ đề cây sầu riêng chịu được độ mặn bao nhiêu. Số liệu trong video chỉ có tính chất tham khảo. Nông Sản Nhân Dân, vị ngon từ thiên nhiên.